Alo, alo, kính chào anh chị em. Rất vui được gặp lại anh chị em trong chương trình live stream buổi tối 20h30 hàng ngày. Chúc anh chị em buổi tối xem live vui vẻ. Mọi người xem live thì nhớ ủng hộ anh Đại cách like cũng để lại anh cần một phần bình luận. Anh chị em check cho em thật là âm thanh và hình ảnh đã ok chưa ạ? Nếu ok anh chị em comment số 1 nhá anh chị nhá. Em để em làm một cái thân giò anh em nhá. Anh em để lại ý kiến của mình ở phần thăm dò nhé chị nhá. View qua thế giới một chút ạ. Nào, mày Dow Jones mở lại hôm qua hình như là họ nghỉ sao chị ạ? Chắc là ngày lễ gì đấy ở bên Mỹ. Mặt của này hơi lag anh em ạ. Hiện tại mới mở bát thôi, đang âm 0,2%. Alo, Chưa có kính gì chào. đáng nói anh chị ạ. Hôm nay chủ đề của chúng ta ở như cái thumbnail đó là liệu có cái bẫy tăng giá ở trong ngắn hạn hay không. Đó, anh chị có thể để lại ý kiến của mình ở phần thăm dò ý kiến là chúng ta có thị trường như này có nên mua vào hay không anh chị nhá. Mua vào với khối lượng lớn hay không. Tất nhiên thì trong mỗi giai đoạn thị trường vẫn có mã tăng mã giảm, nhưng mà về quan điểm chung anh chị đánh giá là thị trường gọi là có nên mua theo chỉ số hay không anh chị nhá. Còn tất nhiên thì mid cap penny thì vẫn nhiều mã có thể vào lắm anh chị. Em vừa lướt qua rồi, khá nhiều cổ phiếu nó cũng ngon ngon anh chị ạ. Mình sẽ lọc cho anh em một lượt nhá. Vừa là nhìn qua rồi, lướt qua khoảng tầm mid cap nó tầm 100 mã, nhưng small cap nó còn 200 mã, là khoảng tầm gần 300 mã anh chị, rất nhanh thôi. Nhưng mà mấy cái form form nó cũng nhìn nó cũng có thể vào được cho anh em nào mà thích vào đấy. Bitcoin đang mất 2%, giá vàng thế giới lại tăng 0,3%, 0,3%. Giờ này mạng lag quá chị ạ. Mãi nó mới lên. Giá vàng 0,3 đang ở mức 2360. Nikkei 225. Nikkei 225 chủ đạo vẫn là sideways thôi. Sideways up trong suốt giai đoạn bây giờ khoảng tầm gần 1 tháng bây giờ. Đã. Mấy cái form của mấy cái cổ phiếu mà nó kiểu kiểu như này mà nó có một cái cây thanh khoản lớn phiếu lên nó là cũng là ngon đấy anh chị. Cho là vẫn chờ đã anh chị nhé. Rồi, hôm nay tiện ở đây thì nhìn thấy ở đây thì chúng ta thấy là có mid cap tăng 0, tăng 1,7%, 1,69 này, small cap tăng 1,34 này, index thì tăng 1,1 này, VN30 tăng 1,16 này, V100 tăng 0,32 này, tức là vốn hóa tầm vừa thì tăng tốt nhất đúng không ạ? Còn từ VN100 trở xuống thì ông nào càng to thì ông mới tăng càng ít. Đúng, cái đấy thì phải hiện tại thêm anh Nghĩa Vương nhé, bao giờ sập nó phải có một cây nó sàn khoảng tầm 100 mã thì mới là xác nhận, nó là dẫn kênh trung hạn luôn. Nói chung team em Đại đoạn này thì mua ít lại rồi anh em biết rồi đúng không? Anh em ở trong khách hàng thì cũng biết rồi, mua ít lại chủ yếu là gầm thôi, mua đoạn trước là mua nhiều lắm anh chị đấy, mua khá là nhiều luôn, lãi gọi là chốt liên địa trong mấy ngắn hạn, chốt mấy hôm vừa giờ đúng không ạ? Bắt đầu có chốt dần thôi chị nhá, team em là như vậy nha chị nhá.
À, cái đoạn cuối cuối này là không không nên quá mạo hiểm. Đấy, theo quan điểm của em không quá mạo hiểm, có vào thì vẫn vào được nhưng mà đánh thì chạy nó nhỏ thôi. Đã ưu tiên những cổ phiếu mà có dòng tiền và kênh trung hạn. Đấy, vẫn là những cái chiến lược như vậy chị ạ. Rồi chúng ta đi qua thị trường một chút này. À, chín anh em đang xem rồi, bắt đầu nha. Bên đây hôm nay như vừa có lướt qua ở bên bên trên view thì có VN-Index tăng 1,1% 14 điểm, VN50 tăng cũng gần 15 điểm, F1B tăng 16 điểm. À, số lượng mã tăng là 342, 87 mã giảm áp đảo số lượng mã tăng. À, hôm nay nhìn trên bảng đồ nhiệt chúng ta thấy là có khá nhiều cổ phiếu tăng tốt như HDG tăng chân. HDG anh em trong room room cộng đồng ngày hôm nay là PR các kiểu đúng không? Liên Việt Vốt Bay hôm nay tăng trần, SSC tăng trần, AVH tăng trần. Đúng không? Chỉ tìm không có Liên Việt, chỉ có HDG và AVH. AA cũng có, à, hôm nay cũng lấy lại cái sức mạnh nó tương đối tốt. Mà HDC hôm trước cũng hình anh em. VDS tối hôm qua nói anh em lại đúng không? Hôm nay nó tăng trần. HCM cũng đang hồi lại. EV là so với cây tăng 5% thì đang rung lắc. Các cái cổ phiếu của nhóm điện thì vẫn thể hiện tương đối tốt. PAO hôm nay cũng khá ok. HVN là tiếp tục tăng trần. FPT tăng 3%. Tác động đến đất thì tích cực thì có FPT Liên Việt, HVN, Sapeco, Masan, Vietcom, thì di động và gas, chỉ ngược lại CTG, EIB rồi là BVKB. Nước ngoài tiếp tục là rất là quen thuộc là họ tiếp tục sút ròng. Rút 1.100 tỷ, rút CTG gần 500 tỷ, rút Vinamilk cũng mua vào FPT, rút rút rất là nhiều. Tự danh hôm nay là có thông tin rồi, danh hôm nay cũng rút ròng, rút 100 tỷ, tức là 1.200 tỷ. Thanh khoản hôm nay thì cải thiện hơn ngày hôm qua, à, hôm qua rất là ít. Cái phiên ngày hôm thứ sáu tuần trước là 1.1 tỷ đơn vị đúng không ạ? À, thì hai phiên gần đây nhất, phiên ngày hôm qua thì hồi phục. Với thanh khoản tương đối thấp, hôm nay thanh khoản có dấu hiệu cải thiện hơn. Đấy, chúng ta cùng xem qua những cổ phiếu có thanh khoản tốt nhé. Như thường lệ đó, cũng tìm kiếm cơ hội luôn là chị nhá. Sẽ có việc vào không? Ok. À, là lướt qua một chút đấy. VNE em để cái tiêu chí nó thấp một chút nhá, vì chúng ta đang em sẽ lọc cả hôm nay, lọc cả penny lẫn midcap cho anh em luôn xem có điểm vào không. ORS buổi sáng hôm nay cũng có báo anh em lúc có tầm khoảng 3,5% là anh em có thể mua vào khi trọng nhỏ được nếu anh em thích chứng, thì hôm nay nó cũng có một cái động lực khá tốt vững lắm, nếu mà ngày mai anh em có thể tham gia được không chẳng may thì biết rồi. AVH trần, CL trần, TDC hôm nay cũng có thể hiện khá tốt, TDC với lại ORS chạm khá giống nhau. ORS này à, cũng có bạn có cầu vào giai đoạn vừa qua đúng không ạ, giá thư tăng nhiều lắm, quan trọng rất là quan trọng là những cái cây mà thanh khoản tốt vào này xanh liên tục này. Giai đoạn vừa qua nói với anh em rồi đúng không ạ, khi cầu quay trở lại chúng ta có thể tham gia được, nhất là giai đoạn cách đi 1-2 phiên thì có nói với anh em là các mẫu nó phải nhỏ đúng không ạ, thì hôm nay nếu anh em mua lúc có tầm 14 là 15.4 15.5 ấy thì cắt lỗ nó tương đối ngắn, loanh quanh 14.8 khoảng 6-7 like gì đó cũng chấp nhận được đúng không? Hay là TBC nó cũng tương tự như vậy, cũng có những cây cầu vào và cũng là chủ đạo là sideways, quan trọng những cái cầu vào này. À, buổi sáng thì cũng báo anh em là anh em thích thì anh em mua thì trọng nhỏ rồi. À, cổ phiếu này thì bạn đi bây giờ người đánh thì ít thôi. Liên Việt hôm nay trần đúng không? HDG thì ta nói rất là nhiều rồi. SSC hôm nay cũng có một cây bùng nổ thanh khoản, có cơ hội bước vào một trọng tăng mới. À, TV2, JVC sau một vài cây thì hôm nay chứng lại một chút. Đó. DMI, nhóm bảo hiểm hôm nay vẫn thể hiện tốt. VTO, nhóm mà vận tải cũng vẫn ok. Nhóm điện hôm nay thì VC1 hay EG, kể cả PAO cũng thể hiện tương đối tốt. VC1 và EG cũng là một, cũng là hai cổ phiếu đánh giá là cũng tương đối ổn. VC1 thì cũng nói với anh em mà cách đây khoảng tầm 4-5 phiên gì đó đúng không? Chỗ này này đúng không? Mình cùng đây này nói với anh em là đúng không? Thì bây giờ là nhìn chung là lãi được một chút nhưng mà về mặt xu hướng thì nó vẫn cần một cái cây nó phải dứt khoát và nó phải phá được cái vùng này thì cơ hội là tốt hơn, nhưng mà đánh giá là tương đối ok em nhá. À, những cái cổ phiếu này thì nó cũng không ảnh hưởng quá nhiều đến chỉ số.
hay là GEG nó nhỏ hơn một chút, mà không quả nó nhỏ hơn một chút đấy. Đấy, cũng có cái cơ hội bước vào một cái nhịp tăng mới đấy. Hôm nay có mấy cái con điện này cũng tương đối ok, mấy cái con nó chạy trước rồi, nhưng kiểu ri ri các thứ gì bây giờ là nó ngon rồi đúng không? Ri thì team em mua từ cái đoạn trước này, bây giờ là tháng là được khoảng 20%, tương đối ok rồi. Những cái trend của nó trên khung tuần khung tháng nó vẫn rất là tích cực. À, nó tương tự như HDG, HDC đấy. À, kiểu như vậy đúng không ạ? Đoạn một giờ thì nói với anh em rất nhiều về HDG, HDC rồi đúng không? Cái trải tháng nó ok đúng không? Đoạn trước thì có 4-5 cái cổ phiếu nó chạy theo cái form này thì cũng nói với anh em hết rồi. HDG, HDC rồi là RI rồi là một vài cổ phiếu khác đó. Đúng không? Nó chạy form khá là giống nhau anh em ạ. Rồi. Nói lại một chút thôi, cái này để nói lâu rồi anh chị ạ. VDS mai tăng thần, VDS này cũng khá ok đây. VDS buổi tối hôm qua nói nghe là có hội vượt tạo một sóng mới đúng không? Hôm nay thì có vượt. GSP hôm nay cũng khá ok. Thường em có một số anh em nắm GSP thì cũng có cơ hội đấy. Có cơ hội tiếp diễn xu hướng là cũng ok đấy. Đấy, hôm nay đóng đến cao nhất phiên thanh khoản vẫn cải thiện tốt. Đấy, xu hướng trên khung tuần là đã cái trend rồi. Đấy, khung tháng, khung tuần phá thì khung tháng khá rồi, đúng không? Đấy, thanh khoản tốt. Nhìn chung là ok anh em, tiếp tục nắm giữ được. À, hôm nay cũng thể hiện tương đối ok, yeah. Đó, à, là khá ok đấy. Anh em là mua mới thì hôm trước có anh em rồi, lúc mắc chúng ta gần gạnh đúng không? Team em thì mua lên quanh ngưỡng 10.5 này này, bây giờ đã được một giá rồi, lên quanh khoảng 6-7%, 6-8%. Đấy, bây giờ nó có cơ hội bước vào một sóng mới, bây giờ nó cần một cây to nữa, không tuần đó, nó phá cái đỉnh thì sẽ ok hơn. Đấy. Phá tuần thì phá tháng luôn. Lúc đó nó sẽ bước vào nhịp tăng mới, thì lúc đó nó sẽ cái đoạn trên này sẽ là cái đoạn nó rít mạnh hơn anh em ạ. Thông thường là như vậy, nó phá được đỉnh và nó vào xem, thì cái đoạn sau em vẫn nói với anh em rồi là cái đoạn mà chúng ta ăn chính. À, chúng ta vào cái này là chúng ta vào ở vùng gọi là lãi đệm thôi, lãi đệm trong ngắn hạn thôi, hoặc là HDG cũng vậy, cái vùng mà chúng ta mua ở đây này, từ đây lên đây chỉ là cái vùng lãi đệm thôi. Đấy, từ đây lên cái đỉnh này là vùng lãi đệm, mà khi mà nó tín hiệu tích cực và phá lên thì cái vùng sau là mới là cái vùng gọi là ăn to nhất của cái sóng trung hạn anh em đó. Đấy, con này thì múc từ 27 đúng không, bây giờ là 30 mấy rồi, được 25% rồi. BVH hôm nay cũng tăng nhẹ. Quốc Cường Gia Lai, TDH, BVB hôm nay cũng thanh khoản tốt này. BVB lúc nãy cũng ở trên rung cộng đồng cũng có một anh em hỏi đó là BVB và An An gọi là An Phúc Hưng APH đấy là có cái mô hình chặt thắng rất giống nhau đúng không ạ? Thì em đang đánh giá hai con này cũng tương đối là tích cực anh chị nhá. APH à, thì chúng ta đã biết rồi, nó đã tăng trần, nó tăng từ vùng nền lên khá là lâu rồi đúng không? Những cái vùng chỗ này là đã báo anh em, và team em thì mua từ khá là lâu nữa, à, mua từ cái thời tháng một cơ, đoạn này cơ, năm 2024 cơ, cái đoạn này, và hiện tại thì vẫn đang nắm giữ về mặt trung hạn. Còn cái đoạn sau thì cũng nói với anh em, ở cái đoạn chỗ này thì hiện tại nó đã có một nhịp tăng tương đối mạnh. Nếu chúng ta nhìn khung tháng của APH đoạn vừa rồi thì cũng so sánh APH này, rồi là BVB này, rồi là còn nữa là con gì này, con VGT, là nó đang cái form nó khá là giống nhau đúng không ạ? Thì VGT hôm nay cũng thể hiện nó tương đối là ok thì chị Năng, vẫn là ok, chưa có vấn đề gì cả đúng không? Team thì cũng vẫn giữ ở quanh vùng 12.5 12.7 chỗ này, bây giờ thì vẫn có một cái lượng lượng lãi nó tương đối ổn, cái lượng lãi đệm tương đối ok, hay kể cả như là BVB cũng vậy, team cũng mua ở quanh quanh 11.3 11.4 ở kia này, và hiện tại nó được khoảng tầm được một giá khoảng tầm 7%, tương đối ok. Hãy chờ đợi những tín hiệu nó mạnh hơn về mặt trung hạn, chúng ta có thể ngồi thêm đó. BVB, BGT hay là ABH nó chạy theo cái mô hình nó khá giống nhau em nhé. Cái mô hình này nó gọi là nó follow theo khung tháng thì nó sẽ rất là mạnh chứ không? Em có chia sẻ là những cái mô hình mà nó tích lũy tháng khoảng tầm 20 tháng, chứ trung bình khoảng 2 năm tích lũy thì rất là lâu nó mới có một cái mô hình kiểu như vậy chị ạ. Thì thông thường đấy, theo một cái mô hình chung là đầu tiên sẽ là một cái pha tích lũy, sau đó sẽ là một pha tăng, sau đó là một pha phân phối bên trên đúng không ạ, rồi tiếp tục lại điều chỉnh. Thì ở đây thì con này nó chưa chưa có đủ anh chị ạ, nó chỉ có một cái pha là pha ở trên cao này, đầu gọi là đầu giao dịch từ năm 2020, và nó có loanh quanh cái thời điểm mà thị trường tạo đỉnh ấy, năm 2021 2022.
thế nó đi ngang, sau đó nó sợ từ cái vùng 40 mà nó về cái vùng đá 7 đá 8, tức là nó chia năm xẻ bảy luôn đấy. Thì sau quá trình điều chỉnh nó bắt đầu có một pha tích lũy rất là lâu như này đúng không ạ, thì cái cơ hội bước vào một điểm sáng tăng ở trong chung và dài hạn nếu mà có cái tín hiệu như thế này là rất tích cực đấy. Nên là với anh chị em nào đang có AVH rồi thì không nói đúng không, hôm nay nó đang trần thì chắc chắn chúng ta phải giữ rồi, hay là chúng ta có VGT, chúng ta có BBB đúng không ạ, đấy là những cái mô hình mà nó tích lũy tháng rất là lâu và bắt đầu có dòng tiền tích cực thì chúng ta tiếp tục nắm giữ chung và dài hạn để có cơ hội ăn chọn con sóng đó. Đấy, anh chị nhá, theo cái chiến lược mà em sử dụng để bắt những cổ phiếu như này thì chúng ta là bắt khi mà có những dòng tiền tham gia tích cực. Đấy, thì bắt BBB từ giai đoạn này hay là bắt VGT từ giai đoạn này đúng không, từ những cây đầu tiên. Đấy, nên là chúng ta hoàn toàn có thể gồng lại. Đấy, anh em bắt ở đây thì cũng ok, không có vấn đề gì, nhưng mà chúng ta phải chấp nhận một cái điều nếu có rung lắc trong ngắn hạn thì chúng ta phải chấp nhận được cái điều đó. Đấy, ví dụ như là HDG chẳng hạn, hoàn toàn vẫn có cơ hội có lãi nếu mà anh em mua hôm nay, nhưng nếu mà giả sử thị trường nó gặp áp lực thì anh em phải chấp nhận cái việc đó là nó sẽ rung lắc và chúng ta phải chấp nhận khoản lỗ ở trong ngắn hạn đó. Cái điều đó là chúng ta phải đánh đổi thôi anh chị nhá. Ok, điều tiếp này nói qua một chút như vậy. TCI hôm nay cũng có thanh khoản khá tốt. TCI hôm nay cũng có một số anh em khách hàng hỏi có mua được không, anh cũng bảo là chúng ta cũng có thể mua cái đỉnh trọng được, cũng đang có một cái dấu hiệu tương đối ổn về mặt thanh khoản, về mặt mô hình giá cũng tương tự như cái mô hình mà em giai đoạn vừa qua chia sẻ với anh em, tức là sau cái điều chỉnh sau đó có cây cầu vào lại đúng không, và nó tích lũy được, hôm nay cũng có cái thanh khoản như thế này là cải thiện hay thế nào, cải thiện ok đấy. Hôm nay là 4.6 tỷ đúng không, còn cái cây trước đó nó chỉ còn là 1 tỷ 1.5 tỷ thôi, tức là nó gấp tầm 4-5 lần đúng không, à, gấp 3 lần đúng không, gấp 3 lần trung bình để những cái phiên khoảng tầm 2 tuần gần đây, cũng là những cái dấu hiệu tích cực. Nhưng mà xét về mặt tỷ lệ gọi là giá trị tuyệt đối của nó là tầm 4 tỷ thì nó không được lớn lắm, nên anh em có đánh thì anh em đánh tỷ trọng vừa phải. Và xét trên khung của thị tuần thì chúng ta vẫn chưa thấy một cái cây nào mà nó có thanh khoản đột biến lên với TCI, thì anh em mà mua trước một phần, ví dụ hôm nay anh em mua hay là một vài phiên ở đây anh em mua và anh em đợi nhồi thêm khi mà có một cây đến tuần nó thanh khoản tốt hơn nữa anh chị nhá. Đấy, thì em vẫn view trung hạn chúng ta phải view chặt tuần, và khi chặt tuần nó có một cây nó ổn định thì chúng ta sẽ đánh nó sẽ gọi là ok hơn. Có thể lúc đó chúng ta mua thêm với giá nó cao hơn nhưng mà nó cũng sẽ an toàn. Đấy, những HDG chẳng hạn bắt đầu nó có những cây thanh khoản tốt thế này và chúng ta vào nó sẽ an toàn hơn rất nhiều, là khi mà chúng ta không phải là an toàn hơn mà nó sẽ tăng nhanh hơn rất nhiều so với giai đoạn mà nó thanh khoản nó thấp như này, là nó vùng cân bằng. Team em mua ở cái vùng đệm ở vùng này và gia tăng ở cái vùng cây này hoặc cây này. Rồi tiếp theo là VHG, VHG này, Penny này, đường nhàn lắm này. VSOCH, DS, DS hôm nay cũng khá ok. DS cũng có cái form của con TCI đúng không ạ? DS thì team cũng đang nắm anh em đấy, nắm ở những chỗ này. Lãi cũng không được bao nhiêu đâu, cũng loanh quanh 7.4 gì đó, 7.3, 7.4 gì đó. Bây giờ nó 7.9, còn tầm 5 lãi, 5.749 và 7%. Đúng không ạ? Khoảng 7%, nhưng em đánh giá cơ hội về mặt trung hạn với DXS đang sáng dần. Em đánh giá đang sáng dần. Đấy, chúng ta chỉ cần đợi một cái cây nó vượt một cách thuyết phục hơn nữa thì chúng ta sẽ nhồi thêm. Đấy, chỉ đợi nhồi thôi anh em nhé. Team cũng đang vẫn còn hàng con này và chưa nhồi thêm, chưa báo nhồi thêm và vẫn đang có lại tổng cộng như mà nói khoảng tầm 6-7%. HVN thì vẫn quá kinh khủng rồi, đúng không ạ? Thì xu hướng nó quá mạnh với HVN, quá mạnh với HVN. Đó, trên những cái chặng tháng này chúng ta cũng thấy, nếu mà chúng ta nhìn chặng tháng thì chúng ta thấy những cái điều tương tự giống như cái câu chuyện của cái câu chuyện về đồ thị, giống như của BBB, của VGT, của ABH đúng không ạ, nó cũng có một cái giai đoạn tích lũy khoảng tầm 15-20 tháng đúng không ạ, đi ngang với thanh khoản thức sau đó có cầu quay trở lại. Thì cơ hội nó bước vào một chen mạnh ở trong khung đồ thị tháng thì nó gọi là sức sốc nó xảy ra rất là cao, nên là vị thế ở trong chung và dài hạn thì anh em nào mà có cổ phiếu mà em nói bên trên ấy thì chúng ta tiếp tục nắm giữ luôn. Những cái nhịp rung lắc kiểu như này nó chỉ là những cái nhịp rung lắc ở trong ngắn hạn thôi đúng không. Đấy, có thể nó có một cái cây như này là sàn thôi này, gần sàn này đúng không,
ba bốn cây nó giảm từ cái vùng 17 trong năm mà nó về đến tận 15 này, nó mất khoảng tầm 2 dạng. Thì anh em đánh trung hạn, nếu mà chúng ta có những cái vùng lại đệm, tức là chúng ta mua ở vùng giá tốt khi mà cầu nó vào những cây này, đúng không? À, cái phương pháp của em là cái phương pháp mà tìm cái dòng tiền big boy vào ở những cây đầu tiên, anh chị ạ, những cây đầu tiên nếu mà nó đúng là từ chỗ này, đúng không ạ? Từ chỗ này mới là những cây đầu tiên, đúng không ạ? Đó, và sau đó nó có quá trình, cũng có quá trình nó nhùng nhằng nó mới đi lên được. Đây là những cây mà dòng tiền nằm vào rất mạnh, thì chúng ta đánh chung dài hạn thì chúng ta phải bắt đầu vào những cây như này. Đấy, và chúng ta phải thật sự kiên nhẫn và trong dài hạn chúng ta mới có cơ hội nó ăn cái sóng to được. Và ví dụ như là BBB như là BGT ấy, thì nó phải trải qua cái quá trình nó tích lũy, có thể nó không lâu như này nhưng mà chúng ta đã vào ở những vùng giá tốt phía dưới này, gần như là vùng chân của chân, đúng không? Thì chúng ta phải đánh chung dài hạn, chúng ta phải thật sự kiên nhẫn, đấy đấy. À, cái quá trình của cổ phiếu nó vận động ấy, thì thông thường nó là tích lũy là lâu hơn mà tăng, phải chứ không? À, cái mô hình của xác xác suất thống kê ấy, nó cũng tương tự như vậy nhá. Em hay ở trên Zalo em hay ý với anh em ấy, nó kiểu như này, thì hơi mình vẽ nó hú họa, có được vẽ đâu này. Đây là bên Amazon cơ này, đây là cái nói về cái quy luật xác suất này, thì đã để chúng ta đang đánh theo 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 xác suất thống kê mà, đúng không? Hoàn toàn theo theo đồ thị nha. Đấy, cái quan điểm của em như vậy này, cái nguồn không không đây nó như này kìa, đây nó kiểu như này nha, kiểu như vậy. Đấy, tức là cái quá trình nó tích lũy là ở đây nếu mà theo nguồn xác suất thống kê ấy, là từ âm vô cùng và đến cái giai đoạn mà nó gọi là cái độ lệch, cái chữ có một cái độ lệch ở chỗ này nhé. Đấy, nó có một cái độ lệch chuẩn ở đây đỉnh này, thì cái vùng mà nó tạo ra là cái vùng mà nó chiếm cái diện tích lớn nhất ấy, nó chỉ có khoảng thời gian rất ngắn thôi. Đấy, khoảng thời gian cái đoạn này là khoảng thời gian rất ngắn của quá trình mà nó tăng hay nó giảm. Đấy, tức là chúng ta ăn chính là ăn ở những cái giai đoạn đầu có cái tín hiệu của lệch lên đấy. Tại sao là theo dòng tiền nó cũng có cái tính chất xác suất rất là cao, là khi mà có dòng tiền vào theo cái mô hình xác suất như này thì là bắt đầu bước vào một nhịp, tức là nó có một cái trạng thái là nó đi vào cái đường cong lên này, đấy, chứ không phải là cái quá trình tích lũy từ âm vô cùng này, chị ta đấy, nó nôm na nó là như vậy đấy. Tức là khi mà chúng ta có một cái tín hiệu tốt về mặt dòng tiền mà giá nó bắt đầu mắc lên ấy, nó là cái xác suất tăng giá lên, à, bắt đầu tăng giá lên, cái độ dốc này bắt đầu tăng lên nó rất nhanh, đấy, nôm na là như vậy, chị ta đấy. Đấy, nói lại với đây đúng không? Đấy, tức là cái quá trình nó sideways này, nó rất là lâu này, nhùng nhằng này, phải bắt đầu khi nó tăng lên dòng tiền vàng cái là nó đẩy lên, đúng không ạ? Còn cái quá trình mà nó break out ở trên khung nội tuần hay khung nội tháng mới là cái quá trình mà chúng ta gọi là ăn ở chỗ đó, đúng không ạ? Cái giai đoạn như này là chúng ta là giai đoạn trữ lượng chính xác. Đây là anh em mà có BBB, anh em có BGT, hay là anh em có một vài APH, hay là rất nhiều cổ phiếu khác mà nó đang ở trạng thái đã có dòng tiền rồi và đã có một cái nhịp tăng ngắn hạn rồi, thì anh em mà đánh view trung hạn thì chúng ta kiên định nắm giữ, thì chúng ta đã có một khoản lãi đệm đó anh em nhé. Đấy, kiên định nắm giữ thôi, còn muốn nhồi thì có thể là nhồi thêm sau đấy chứ nhá. Rồi ra là nói tiếp về cái một cái điểm này rồi, LIG, HVN rồi đúng không? À, SDD, PET, PET thì ngày hôm qua thì kinh bán 1/2 là ngắn hạn, đấy, còn trung hạn thì vẫn giữ bình thường thôi. À, trung hạn thì vẫn tất cả những cái lệnh hôm qua kia bán là đều bán ngắn hết. PET thì team cũng mua đây, nó mô hình tương tự như HDG, HDC, đúng không? HDG thì nó mạnh hơn, nó là hai cây nó phá luôn, còn HDC hay PET thì nó vẫn rung lắc. HDC nó đây cũng tương tự mô hình đó đúng không, nó chạy 2-3 cây nhưng mà lên đỉnh cũ nó vẫn bị được lại đấy, thì cũng không thể là biết trước được là con nào đập lại hay con nào mà nó phi được luôn. Cái này thì thực sự là rất là khó, quan trọng vẫn là cái lực cầu này vào thì cái cơ hội nó đi lên trong ngắn trung hạn sẽ sáng đấy, hay chị nào. Quan trọng nhất là sau khi tích lũy có cầu vào
thì cái khả năng nó đi lên là cao, còn nó lên đỉnh cũng nó có thể rung lắc à, và cái xác suất rung lắc là cao hơn là cái xác suất mà nó vượt qua luôn. Ví dụ như HDG thì nó khỏe quá đúng không, nó làm hai cây nó phá luôn đấy, lên trên đỉnh trên là nó mới rung lắc đấy, thì anh em đó đấy thì anh em có thể là nó hơi khác biệt so với con khác à. Nhóm bất động sản công nghiệp hôm nay cũng khá ok, VGC cũng có những cái lực cầu khá tốt đấy. VGC hôm nay một số anh em cũng hỏi VGC mua được không, thì báo anh em mua thì chúng nó được đấy. Hôm nay cũng bắt đầu có thể là cây đầu tiên của VGC có dấu hiệu cầu quay trở lại à, có dấu hiệu cầu quay trở lại, nhưng mà một điều đó là trên không tháng thì nó đang tìm lại đường đỉnh cũ, nên là chúng ta tỉ trọng cho ta một phần trước đấy, trên không tuần cũng chưa thấy một cái dấu hiệu nào quá là tích cực về mặt thanh khoản, nên là thường chúng ta vào trước một phần. Hôm nay thì tốt nhất chỉ có SJC đúng không ạ, thanh khoản đột biến và phá đỉnh, trước đó nó cũng có một trạng thái gọi là sideways up, nhưng mà nhìn về mặt thanh khoản thì cũng có những cây nó đột biến hơn, ví dụ như ngày 14 tháng 5 này à, đúng không ạ, ngày 14 tháng 5 là cây có cầu vào khá tốt đúng không ạ, nó nhùng nhằng ở đây khoảng tầm 2 tuần thì hôm nay nó chính thức đúng không ạ. Đấy là một trong những mã là hôm nay có tín hiệu nó tốt nhất của mấy nhóm bất động sản công nghiệp. Anh em có thì vẫn giữ thôi, còn những cái cổ phiếu mà nó không có cái cây đột biến như này này mà nó chỉ là gọi là cải thiện thanh khoản và thì anh em vào trước một phần thôi, nó vẫn như cái chiến lược mà em nói vừa rồi ấy. MBS tăng 4%, MBS hôm nay khá tích cực đúng không ạ? HCM thì không tích cực được trở lại, nhưng MBS hôm nay khá ok. HCM nó trước tim bán một nửa rồi, khoảng 10%. SBT nhóm mà nhóm đường thì LSF thì tim vẫn còn nhá, chưa có vấn đề gì cả. PGT này đúng không? PGT hôm nay cũng có cái thanh khoản nó ok, 50% cũng ok đúng không? MSR hôm nay là tim thì hôm trước mua con 17 thì bây giờ nó mới được vài phần trăm thôi, không đáng kể. MSR. Con này thì hôm trước cũng nói với anh em đây đúng không ạ? Đây cái giai đoạn cái hôm mà nó ở 16.2, 16.3 lúc nó mở gap lên chỗ này, và anh em là liều thì múc đi đúng không đấy, anh em là múc thì bây giờ thì vẫn ok. Trung hạn nó cũng đang có cơ hội chị ạ, đấy cho nên không tháo nó cũng có cơ hội là thanh khoản. Xong Nếu mà mua đẹp nhất thì phải mua từ cái chỗ này à, nếu chỗ này là mua đẹp nhất mà đúng không, chúng ta không mua được thì chúng ta phải mua lúc test lại thôi đấy. Rồi HAX này cũng là một cổ phiếu mà về mặt trung hạn cũng khá ok đúng không, về mặt trung hạn khá ok, xét về form trung hạn này, thanh khoản tốt này, giá tăng tốt này đúng không, nên đỉnh cũ ở trong ngắn trung hạn là đúng lắm, đấy là chuyện bình thường. Anh em đánh trung hạn thì cứ tiếp tục giữ thôi, không tháo nó cũng có cái mô hình kiểu như là HDC đấy, HDG đấy, không khác gì đâu. Đấy, hôm trước có nói với anh em về bốn cái mã, bốn năm cái mã nó kiểu HAX này, HDG này, anh em không biết còn nhớ không đúng không, đây này không tháng nhá đúng không, HDC này đấy. À không, HDC không giống HDG, HDG RE còn một mã nữa cơ không nhớ đấy, ba mã này mô hình tháng rất giống nhau, tức là tích lũy tháng tầm 2 năm đầu có dấu hiệu thanh khoản tốt và phá được cái trend tháng thì có thể bước vào nhịp sóng tăng mới trong trung dài hạn. Ví dụ như RE này anh em đã mua từ cái vùng có bài đúng không, bây giờ 20% chúng ta cứ thôi, cũng chẳng có vấn đề gì cả đúng không. Kệ nó thôi, có vấn đề gì đâu à, chúng ta cũng đi thôi đúng không? Thấy cây tháng này là cây tháng em đánh giá là tốt nhất trong một mấy năm vừa giờ đấy, không đơn giản đâu chị. Ta nhìn từ lúc mà nó sideways down đúng không, cái cây mà phân phối ở trong trung dài hạn này, cây tháng 6 năm 2022 đến bây giờ là chưa có một cây nào mà thanh khoản vừa kèm thanh khoản đánh giá nó tốt như này đúng không, nó là cái tín hiệu nó tích cực đối với đi em đấy. Rồi à, vừa nhìn qua lọc qua về tín hiệu về về thanh khoản thì chúng ta thấy ở đây là những cái cổ phiếu tăng tốt ngày hôm nay kèm thanh khoản và phá trend chủ yếu là những cổ phiếu vốn hóa tầm vừa đúng không, không có gần như là không có ông nào mà tầm lớn cả đúng không, thì cũng như giai đoạn vừa qua chia sẻ với anh em đó là à, ưu tiên những cổ phiếu có vốn hóa tầm vừa đúng không. À, thì hiện tại thì nếu mà anh em tập trung vào nhóm này thì xác suất chúng ta thắng nó sẽ cao hơn đúng không, thì hôm nay hay là một vài phiên vừa qua thì nó đều như vậy cả chị ạ. Và nhìn cái chart trong ngắn hạn thậm chí là trung hạn thì chúng ta vẫn có một cái mô hình nó kiểu như này. Nếu chúng ta lướt qua những cổ phiếu mà em vừa view từ lúc nãy giờ, nó có một cái điểm khá là chung với nhau đó là trên khung đồ thị tháng nó có một quá trình tích lũy à, hoặc là sideways down
hoặc là tích lũy đã trong một khoảng thời gian nó rất là lâu đấy, và bắt đầu có dấu hiệu cầu quay trở lại những cổ phiếu mà có cái trend tốt đấy, thì nếu mà anh em nào đánh chung dài hạn tập trung vào những cổ phiếu đó, nếu mà anh em tìm điểm mua hoặc là anh em đang nắm giữ thì chúng ta tiếp tục nắm giữ, anh em tìm điểm mua thì ưu tiên những cổ phiếu nó kiểu như vậy chị Năng, chị Năng ưu tiên những cổ phiếu nó kiểu như là sideways down, kiểu như RE, kiểu như HDC hay là HDG, kiểu như HX, hoặc là tích lũy đi ngang giống như là APH hay là BVB hay là BGT hay là kể cả HDC là nó đi ngang đấy. Đấy, ưu tiên những cổ phiếu kiểu như vậy. Và thứ ba nữa là dòng tiền nó tốt, tức là đầu có tín hiệu thanh khoản tốt về mặt khung ngày lẫn khung tuần, thì cái cơ hội nó bước vào nhịp sóng tăng ở trong trung hạn lẫn dài hạn nó sẽ sáng hơn. Chắc đó là cái định hướng cho anh em nào muốn mua. Chắc à, anh em nào có hàng giữ chúng ta vẫn giữ thôi, có lãi nhuận rồi thì chúng ta tiếp tục giữ, và lúc đầu có cái nhịp sóng bước vào nhịp sóng tăng ở trong trung hạn thì chúng ta có thể ngồi thêm và tiếp lại nhá. Ok, đó là định hướng một chút, và chúng ta cũng xem qua một chút về những cái tín hiệu về mặt thanh khoản cải thiện ở trong trong phiên ngày hôm nay, cũng như là cùng với nhau xem luôn về cái thanh khoản có cải thiện hay không, và những khung thời gian nó lớn hơn thì chúng ta có một góc nhìn nó đa diện hơn chị ạ. Rồi xét về mặt thị trường ấy, đó là một lọc trước này, chúng ta nhìn thị trường hôm nay, về đây hôm nay nó tiệm cận lại cái vùng biên trên mà chúng ta nói chuyện với nhau là vùng 1.285 đến vùng 1.300. À, hôm nay thì em đánh giá là một phiên tương đối là ổn. Đấy, tương đối là ổn do là nó chưa hẳn là quá tích cực. Lý do là cái những cái nhóm ngành mang cái tỷ trọng lớn, cũng nói với anh em là như banh hay là bất động sản, thì em đánh giá thì nó vẫn chưa thể hiện được quá là tích cực. Đấy, vẫn cần những cái tín hiệu tích cực hơn từ những cái nhóm này thì lúc đó thị trường mới có mang một cái gọi là cái tín hiệu nó thuyết phục. À, hôm nay là những cổ phiếu như banh này hay đây là trái bất động sản thì nó thấy là nó chủ đạo là nó cũng chỉ là sideways, nó hồi phục không phải là quá nhiều, chủ đạo là sideways đúng không ạ. Và những cái vùng cản em vẫn nói với anh em là vùng mà ngày 15 tháng 4 thì nó vẫn chưa vượt được cây thanh khoản lớn đó. À, cây thanh khoản lớn đánh gục cái vùng nền giai đoạn trước. Đấy, nên là vị thế ở trong ngắn trung hạn khả năng rất cao thị trường vẫn trong một biên sideways. Và nếu mà thị trường sideways thì chúng ta vẫn đánh mid cap được chưa, và ưu tiên những cái con mà có tín hiệu mạnh về mặt khung tuần và có dòng tiền tốt về mặt khung tuần khung tháng, giống như cái đoạn trên em nói đó. Đấy là một tiêu chí lựa chọn cổ phiếu ở trong cái giai đoạn này trước khi có diễn biến mới. Diễn biến mới tức là hoặc là tiền lại tiếp tục đổ vào những cái ông banh, những cái ông bất động sản to để kéo chỉ số lên, hoặc là không lên được nữa, gãy trở lại, thì lúc đó chúng ta sẽ có những cái hành động cho nó phù hợp. Mà ưu tiên là không nên mua nên mua những cổ phiếu mà vốn hóa tầm vừa, không nên mua đuổi chỉ năng tăng khoảng tầm 15% đổ lên là anh em không mua nữa, để tránh cái rủi ro ở trong ngắn hạn chỉ năng. Để mà cầm được vị thế ở trong trung hạn, chúng ta phải hiểu một cái mô hình tâm lý như này. Nếu anh chị mà trải qua những cái chu kỳ hay những cái nhịp sóng tăng ở trong trong ngắn hạn trung hạn ấy, thì nó có một cái trạng thái tâm lý như này. Tức là nếu mà chúng ta có cái vùng giá tốt bên dưới ấy, thì khi mà có lãi rồi ấy, thì khi mà thị trường nó điều chỉnh ấy, thì cái sự sợ hãi, cái sự hoảng loạn của anh chị em có thể nó ít hơn rất nhiều, và nó không ảnh hưởng quá nhiều. Mặc dù là nhiều anh chị em mới ấy cũng có ảnh hưởng, nhưng mà không ảnh hưởng quá nhiều. Đó, tức là chúng ta có giá tốt ở phía dưới này, khi lên trên này nó rung lắc thì chúng ta có thể vẫn tự tin nắm giữ. Nhưng nếu mà anh chị em đu ở trên này, ví dụ anh em đu trên này, anh em dính cái cây, một cái cây như này có thông tin rất là xấu, bắt bớ hay là Dow Jones nó sập khoảng tầm 2% hay như nào đó chẳng hạn, thì anh em cầm trung hạn ở những cái vùng như này mà gặp những cái cây như này thì anh em cực kỳ là áp lực, chỉ là mất ăn mất ngủ. Nên là vị thế ở trong ngắn hạn, điểm mua ở trong ngắn hạn nó cũng mang cái tính chất rất quan trọng để chúng ta có thể gọi là có quyết định được cái việc mà chúng ta có gồng được ở trong trung hạn hay không, chị Nam. Đấy là điều cực kỳ quan trọng. Với đa số nhà đầu tư
nhỏ lẻ anh chị ạ. Còn nhà đầu tư lớn thì họ hành động có thể nó kiểu khác, nhưng mà em nói câu chuyện ở đây về mặt tâm lý chung về nhà đầu tư nhỏ lẻ, nhà đầu tư ngắn hạn đấy, để chúng ta gồng được về mặt trung hạn thì chúng ta phải có những cái điểm vào hợp lý, cắt lỗ hợp lý, chậm chia vốn hợp lý, thì lúc đó chúng ta mới có một cái chiến lược nó dài hơi ở trong trung hạn được, chứ không phải là chúng ta cứ mua sau đó là chúng ta gọi là hô một cái là chúng ta gồng đến đến gọi là đến chết đâu. Nhiều anh chị em mua thì bảo là gồng, nhưng mà đến lúc mà thị trường nó chỉ là rung cho một tí thôi là đã sợ rồi đấy, câu chuyện nó là như vậy anh chị ạ. Nên là vị thế nó cũng quyết định cái hành động đấy chị Năm, không phải là không quyết định đâu. Ok anh em 28 anh chị em đang xem rồi, ở trường like thì nhớ like ủng hộ nhá. Lọc cho anh em một vài cái cổ phiếu lúc nãy em view qua rồi thì sẽ lọc lại, thì không nhớ hết lúc nãy ngắm qua rồi, cũng có nhiều mã nó cái con nó khá là ổn đấy, không nhớ hết được, nãy lọc lướt nhanh khoảng tầm gần 300 mã. Đấy, anh em like đi nhá, một người like đi tí lọc cho anh em luôn đó. Đời đó là thị trường anh chị nhá. Đấy, kịch bản như này, nếu mà anh em mà đánh T cộng ngày mai kéo mạnh lên đầu phiên, anh em mà lợi nhuận tốt thả bớt tỷ trọng tránh mua đó. Còn nếu mà nó tiếp tục rung lắc ở trong ngắn hạn mà chưa có diễn biến gì quá là phức tạp, tức là nó chưa có một cây bắn mạnh trở lại, thì chúng ta tiếp tục là nắm giữ về mặt ngắn trung hạn. Và vị thế trung hạn thì bao giờ nó mất cái vùng 150 này, hay là mất cả cái vùng 35 này, thì chúng ta mới hành động vào mặt trung hạn thì các bạn đánh trung hạn thì gồng theo form trung hạn, bạn nào gồng T cộng thì gồng đánh theo form T cộng, chiến lược như nào thì đánh theo như vậy. Chứ không phải là hôm nay có một người này báo là, hay là một đội nhóm mà nó hô con này ngon lắm nhân đôi nhân ba trong trong trung hạn, nhưng mà ngắn hạn nó tăng khoảng tầm 30% rồi, mà chiến lược của anh em, chiến lược bản thân chúng ta lại là đánh ngắn hạn, thì chúng ta có chấp nhận được cái câu chuyện hay không đấy, đấy là nó phù hợp với mỗi người anh em nhá. Đấy chứ? Đấy, nó là câu chuyện phù hợp. Ví dụ như là bây giờ người ta báo là mua đúng không, nhưng mà đến một hai ba bốn phiên nữa hay một hai tuần nữa nó chỉnh khoảng tầm 10-15%, nhưng mà đến một tháng nữa nó lại tăng lại khoảng 30%, thì lúc đó người ta vẫn đúng chị nhá, vì người ta bảo mua người ta nắm dài mà đúng không, nhưng mà chúng ta lại đánh được chiến lược ngắn hạn, chúng ta không chịu được cái khoản phúc lắc như vậy đấy anh chị nhá. Nên là quan trọng nhất vẫn là chúng ta đang như thế nào. Em vẫn nói với anh em ở trong khách hàng hay là trên livestream này là hiểu mình hiểu người nhá, thì mới thắng được đúng không, phải hiểu mình trước anh chị nhá, hiểu mình trước. Chứ nhiều anh em cứ muốn là hiểu thị trường, muốn bắt bài thị trường, lại không không thấy mình, không biết mình như thế nào, không biết mình đánh theo kiểu gì để chúng ta cho nó phù hợp. Chứ vẫn là hiểu mình trước mới là hiểu thị trường. Ok rồi, nói một chút như vậy anh em nhé. Chào 25 anh em đi xem này, anh em là chưa like thì like ủng hộ nhá. Khi chào số 1 là 89. Nếu mà mấy con băng, mấy con bất động sản nó sập thì khả năng cũng xuống đấy. Nói chung vẫn phải đợi nhá. Đợi thôi, đợi xem như nào mới biết ạ. Chứ bây giờ không đoán anh em nhá. Đấy, chỉ là lên trên này thì nó cứ cao quá rồi thì thôi không mua nữa, có điểm mua thì mua đúng không? Nó còn như vậy thôi anh chị, nó như anh em chơi game, nó như là robot, nó như là game thôi anh chị, nó như một cái game thôi anh chị ạ. Nó có công thức rõ ràng rồi, nó cứ vào công thức đấy là chúng ta chiến đúng không, sai công thức thì chúng ta cắt đấy, chứ không có cái bản ngã gì ở đây, không có cái tâm lý ở đây, không có cái tham lam gì ở đây cả, nó không có sợ cái gì ở đây cả đấy chị nhá. Đấy nó lại hay như vậy, khi mà anh em không tham lam, không sợ hãi, anh em đi lại rất chuẩn. Cả lúc anh em tham lam hay là anh em hoảng loạn, anh em sợ hãi thì đi lại là dễ sai. Thế thôi ạ. Câu chuyện nó là như vậy thôi. Nên là có tín hiệu thì sẽ báo anh em. Đấy, được chưa?
khung tuần không tiếc thì nó cũng đang có thể nó sẽ có một cái phân kỳ, có thể thôi, bây giờ thì chưa chưa thấy cái gì cả, vì 50 thì nó cũng đang có những cái dấu hiệu nó như vậy, nhưng mà vẫn phải chờ nó xác nhận đó. Đó, 50 thì đoạn trước là nó phá đỉnh rồi đúng không, có một cái cây tuần trước là cây đánh ngược trở rồi, bây giờ nếu mà nó phá được cái cây tuần này nó phá lại 1, 2, 1, 3, 20 phá lên đúng không, còn đời ai nó móc lên tiếp thì nó lại phá phân kỳ đúng không, đấy nó phải chờ thêm 1, 2 tuần nữa xem nó như nào đúng không. Trước thì nó cũng phân kỳ đấy chị này, bảo này nó cũng phân kỳ, nó bị sập ở đây này đúng không, hôm trước cũng có một anh chị mà nó nói là về phân kỳ đấy, nhưng mà em có nói là chúng ta vẫn phải chờ thêm xem nó như nào đã, vẫn phải chờ thêm. Còn về mặt trung hạn cái cổ phiếu mà anh em đang nắm nó ngon thì rồi chúng ta cứ nắm thôi, cứ bình tĩnh đã đúng không ạ, nhưng mà không đoán là nó sập hay nó không đoán là nó tăng, bao giờ nó confirm thì chúng ta theo kiểu confirm. Còn hôm tăng thì là mua lên, mua thêm, còn hôm giảm thì là rút bớt. Thế thôi, đơn giản là như vậy thôi chị ạ. Nó là một cái game thôi chị. Đấy, chúng ta kiểu cái đánh điện tử thôi. Đấy, có thắng có thua, bắt đầu tìm ra được quy luật của cái môn phái, những cái cách chơi là chúng ta cứ chiến đấu theo như vậy thôi. Tất nhiên là nó vẫn có thắng có thua, nhưng mà dần dần chúng ta cái gọi là cái trình độ của chúng ta nó sẽ nâng lên đúng không ạ? Đúng như chơi điện tử thôi chị ạ. Đầu là vào lớn ngang lớn ngớ, nhưng mà dần dần là nó thao tác nó chuẩn, cái cảm nhận nó chuẩn hơn thì dần dần nó sẽ lên tay thôi chị đấy. Nên là mới chơi mà đòi đánh all-in thì lại không đúng, vừa mới tập thì chúng ta đánh ít thôi, tập dần ok rồi, chào anh Tây Nguyên, anh Sơn Hà, anh Trần Quốc Bình, anh Tuấn Xuân, anh Lê Hoàng chạy Lê Hoàng nha. Xin chào anh Phùng Văn Lượng, Phùng Văn Lượng phán chuẩn CS ngoài trận luôn, quá uy tín. Em nhớ hôm qua anh bảo anh có cầm con VDS, em cũng đồng tình là VDS ok, hôm nay là píu luôn, mai phân tâm khả năng cao hơn 5%. Vẫn thì vẫn đang nắm đạn của Mỹ, đạn Cà Mau đây mà vẫn đang nhìn hàng có tí lãi rồi mà vẫn chưa gọi là xác nhận cho nó một cái cây nó đàng hoàng ấy. Em cũng đang mong con đạo nó lên đây đây, nó cứ lửng nhảng ở đây, mua ở quanh vùng 34 này cũng được một giá rồi, à 4.5 chỗ này gần 35 đây cũng được một giá rồi, giá thì nó 3% thì cũng chưa là cái gì cả chứ, không kệ nó thôi, bây giờ vẫn cần một cái cây mà nó rõ ràng phá lên thì sẽ ngon hơn. Không, hai phiên hôm nay doji thanh khoản thấp đấy, một hai phiên nữa mà nó thanh khoản cao lên nữa là nó ngon. Xin chào Tống Tú. Anh Văn Phúc. Đào rồi phân kỳ của Đào rồi đang có tín hiệu phân kỳ ở tuần. Ở câu hỏi đầu tiên là chuyển sang cái phần trả lời câu hỏi anh em nhé. Anh chị Phương Nguyễn xin điểm bán của Dabaco và DGC. Dabaco 33.1 tức là mua cây breakout này đúng không ạ? Hai ba phiên vừa qua thanh khoản tương đối thấp thì với thanh khoản thấp này thì anh em vẫn có thể nắm giữ được. Riêng team em thì em rút thạch ngắn hạn rồi. Đấy, sau cái cây này là rút rút hết rồi. Mua dưới này cơ. À, mua từ vùng 29.x này, 29.5 này, à, bán ở cái phần này là phần bán này, đấy, bán ở phần 35.3, chính là gần những cái giá ngày hôm nay đấy, là xuất hiện ngắn hạn, à, sau khi có cái dấu hiệu bán ở cây ngày hôm trước, còn bây giờ thì sau hai cái cây bán này thì cây ngày hôm nay, cây ngày hôm qua thanh khoản tương đối thấp, thì nếu có vị thế thì anh em vẫn có thể giữ được, à, chờ đến tín hiệu rõ ràng hơn, đấy. Tìm là thấy ngắn hạn là bán là được 20% và thấy ok là tìm chỗ bán. Thứ hai nó là trên trung trung hạn đấy thì nó cũng đang có một cái cản đấy, có một cái cản quanh vùng 35 là cái vùng đỉnh cũ ở trong trung hạn, nên là vị thế ngắn hạn nếu mà có kéo lên những cái phiên sắp tới thì anh em có thể ra bớt một phần đấy. Vị thế như vậy nè, giữ thì vẫn giữ được. Tìm thì mua từ dưới này cơ, mua từ cái cây cầu vào đầu tiên cơ đấy,
Là bà cô bán cái này 2 hôm mà. Bán 2 hôm. Hai ba phim hôm nay là team em bán nhiều nhá, bán ngắn hạn nhiều đấy, chứ không không mua mấy đâu, mua ít lại. Đây đá ba cu đâu này, đây này đá ba cu đây chị này, đá cũng xuống 2 đến 16%, bán hết lúc 2 gần 19%, tức là cả deal được khoảng tầm 17% 18%. Đấy. Đấy, trong vòng có tê mấy thôi, từ đây đến chỗ này là khoảng tầm tê 5 tê 7 tê 10 nhỉ, khoảng 2 3 4 5 6 7 10 kia tê 10. Chúng ta sẽ cùng tốt, mai có lượt anh đã làm không nghĩ, à, hy vọng là mai ngon. Thấy giống trả hồi đầu, nó cũng khá là giống đấy. Nhìn thì nó cũng giống giống, đây đoạn này này. Ý bạn là cái chỗ này đúng không? Cái đoạn hồi chữ V này cũng giống đúng không? À, nhưng mà vẫn phải cần xác nhận xem là nó có một cái cây nó bán ngược trở lại. Đấy, bán mạnh, đánh sập trở lại. Cái vùng mà cứ đạn gọi là cái vùng nó kiểu như cái hòn đảo này. Đấy. Tức là nó sideways ở đây đúng không? Và nó tiệm cận cái biên dưới, à, vùng 1250. Sau đó nó có một cây rơi thẳng cây bụp vào phát xuống, thì lúc đó phải chạy té khói đấy anh chị, nó giống đoạn này đấy, nó giống như cái đoạn này, có thể là nó hơi khác một chút là nó chỗ này nó nhích xuống một chút, nhưng mà nếu mà có một cái cây nó rơi cái bụp như này này đấy, hôm đó là mà gáp rơi đấy là phải phải chạy đấy chị. Em nhớ hôm đó là khoảng 100 mã sàn đấy, thông thường là một cái quả rơi hơn 100 mã sàn là nó sẽ có một cái nhịp lánh gãy xu hướng ở trong ngắn hạn, thậm chí là trung hạn. Đấy, bao giờ có cây đó thì chạy thôi anh chị. Anh chị nào? Cũng phải là nói là khoảng nó có cây như vậy. Anh chị nào? Để anh chị không hiểu nhầm là bán luôn ở đây đi, nhỡ cây đấy thì bán giá cao, nhưng mà biết đâu ở đây nó tích lũy xong khoảng tầm 1 2 tuần nó sai quay được ở đây nó lại lên tiếp thì sao? Đúng không? Câu chuyện nó là như vậy. Ừ. Đây, anh em nhé. Đấy, bao giờ nó có một cái vùng sai quay xong, đúng không? Nó xuất hiện, nó vẫn xuất hiện cây bán mạnh kiểu như này, đúng không? Đấy, nó không lên được. Đầu nó có một cái cây bán mạnh nó đánh gãy không gáp, hay là nó đánh không hẳn là có gáp, nhưng mà nó có một cây đánh đánh gãy luôn cả cái vùng này này. Hiện tại chúng ta đang có một cái vùng mà sideways ở trên vùng đỉnh ở trong ngắn hạn đúng không? Đây nó có một cái gap ở đây lên đúng không? Đấy, nó có gap, bây giờ nó lấp rồi đúng không? Ừ, chưa nó có một cái gap ở đây. Chỉ tạm thời cái vùng mà chúng ta đang nói chuyện với nhau ở trong cái vùng ở trong ngắn hạn sideways là từ cái vùng 1250 và 260 lên cái vùng 1300. Đấy, gọi là 1300 đi. Đúng không? Khoảng tầm 3 4 điểm. Đấy, thì đang vẫn đang sideways nhùng nhằng suốt trong gần 1 tháng rồi, đúng không? Đúng không? Đây là từ chưa 1 tháng, tầm 2 tuần rồi, đúng không? Nhùng nhằng 2 tuần nay rồi. À, em vẫn nói với anh em là để mà nó lên được tích cực thì vẫn cần cái nhóm nhóm banh hoặc là một cái nhóm mà bất động sản nó lớn, hay là nói thẳng đó là VN50 chặn MVS phân đỉnh, CTS có cơ hội vượt không đã cầm 42. CTS hôm nay em cũng thấy cũng như ổn 42 là anh mới mua. Bây giờ là mấy con chứng khoán này anh cứ đánh thôi anh nhá, có cơ hội vượt lên tiếp nhưng mà đánh ngắn thôi, không nên đánh đánh quá dài, nhồi thêm vào trên này thì nhồi ít thôi anh nhá. Mấy con này về mặt dài hạn thì em đánh giá không 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 quá cao nữa, vì nó tăng bằng lần rồi, tăng bằng lần rồi. Nếu mà nói về cái xu hướng khung tuần ấy, thì chúng ta thấy cái trend khung tuần của rất nhiều cái cổ phiếu của chứng khoán ấy nó kiểu như này đúng không? Đấy, một kiểu như này. Đấy, thì bây giờ nó có rất nhiều cổ phiếu nó chạy kiểu như này ha. Nếu anh em nhìn lại những chart xem HDG, HDC hay là mấy cái con mà bắt đầu break lên, lúc nãy có nói cái mô hình về mặt trung tuần này, trung tuần này thì nó đang ở chỗ này này của CTS này. Đấy thì anh em tập trung vào đánh trung hạn thì đánh tập trung vào những cổ phiếu bắt đầu như này này. Hơn là chúng ta nó đã chạy từ cái vùng nền là từ vùng nền 10, 12 mà bây giờ nó lên nền 40 này. Đúng không? Nó tăng 3 4 lần này. Đúng không? Thì chúng ta ở trên này, trên tiếp cao trên này thì chúng ta đánh ngắn thôi, đúng không? Cái kiểu như vậy anh chị nhá, đúng không?
đây HBG đúng không, cái tuần này bắt đầu nó mới phá chen được cái đoạn cây này đúng không, đấy lần quanh ở đây nó mới đầu phá chen này, nó tương tự như với CTS chỗ này anh chị này, thấy không, giống giống chỗ này này đây. Chỉ cần nó mua ở đây thì ok đúng không, mua ở đây ok, cầm dài ok, nhưng mà cầm tiếp trên này rồi thì không cầm dài được nữa, nó tăng 3-4 lần rồi thì không cầm được, không cầm dài được, đánh ngắn thôi, được là hai một đấy thôi. Cái này nhưng mà BS chứng khoán nói chung cũng vậy thôi, nếu anh em nhìn thấy cái trend của nó đây đúng không, cái trend không tuần của MBS đây cũng tương tự như vậy thôi, chỉ đây chúng ta có thể nhìn vào mặt thanh khoản thì nó bắt đầu từ chỗ này, có thể hơi lệch một chút, bắt đầu thanh khoản không từ đây nhá, phá trend kèm thanh khoản là bắt đầu có dấu hiệu tốt này đúng không, thì kiểu như MBS hay là mấy con khác này nó cũng vậy, HDC cũng vậy thôi, không khác gì đâu. Đấy, thì bây giờ nó bắt đầu từ đây rồi, nên sao có nói anh em là anh em thích đánh thì anh em đánh mấy con như này, mấy con mà nó kiểu như cái đoạn này của MBS này thì nó an toàn thế lắm đúng không, và nếu mà được thì nó được rất nhiều thì làm sao đúng chưa, chứ bây giờ con này nó tăng cũng bằng lần rồi, 12 lên ba mấy là cũng bằng lần rồi, gần 3 lần rồi, cái câu chuyện nó là như vậy nha, chúng ta nhìn rộng ra một chút để chúng ta thấy có cái góc nhìn nó dài hạn thì cái điểm vào nó sẽ hợp lý hơn đó, chợ lên trên cao này thì nó chỉ là phù hợp với việc gồng thôi, chứ việc mua mới thì là chỉ vẫn mua được nhưng mà đánh ngắn nghe nhé, đánh ngắn chứ không đánh dài được nha, không đánh dài được nữa vì nó đã tăng bằng lần rồi nhé, mà nó tăng bằng lần rồi. Này là ca sĩ đó mà là em hát thường xuyên là từ năm ngoái rồi, cứ hôm nào có tím là em hát, năm ngoái hát anh em nhiều đúng không, đấy hôm nay mới lập cái TikTok đấy là chỉ để hát ăn mừng cổ phiếu thôi, à, hát cổ phiếu thôi không hẳn ăn mừng, lúc nào xuống thì hát bài buồn, lúc nào vui thì hát bài lên anh em nhé, anh em nào chơi TikTok thì follow nhá, đấy. Vui thôi chị Lan, nói chung là nó phải vui chứ, nó phải thoải mái, đấy, chứ nó phải thoải mái tâm trí thì lại nó mới chuẩn được, chứ nó cứ tham với lại sân si thì lại không, chứ có em nhớ có một bạn nào anh nói là anh ngại nói về sang sân si ấy. Anh em lại chuyển nó thành thành giảng phật thế này thì chết. Chuyển thành giảng phật tham sân si này thì chết. Em thấy nó cũng thật, nó cũng ảnh hưởng gọi là thật giá, nó cũng áp dụng được nhiều hết đấy chị, áp dụng được rất là nhiều luôn đấy, đó, khổ tứ diệu đế đúng không ạ, khổ tập diệt đạo, nhìn thấy khổ tức là nhìn thấy gan sân chi là bớt khổ là ok, anh em nhìn thấy tham sân chi của mình là anh em sửa được, và sửa được là dễ thắng đấy, thấy thôi đơn giản như vậy thôi, cứ nhìn thấy tham sân chi của mình là nhìn thấy tham lam là sợ hãi của mình là nhìn dần dần là anh em là sẽ thắng, cái cùng tốt rồi cá ăn giữ được không, cá ăn vẫn giữ nhá, giữ bình thường mà có vấn đề gì đâu, nhưng mà mua ở đây thì mua ít thôi anh chị nhá, nó chưa có cây nổ hôn trở lại đấy, anh em nhá, mua tỷ trọng ở đây tỷ trọng nhỏ thôi được chưa, đấy, bây giờ nó cây nổ lên thì chúng ta nhổ thêm một chút đấy, thứ hai nữa là không tuần nó cũng đang chủ đạo là tự nghĩ thôi, chưa có một cái cây nào nó quá đột biến chứ không tuần đấy, nếu mà nói chen thì nó là như này đúng không ạ, thì vẫn cần một cái cây mà đột biến lên và phá được cái chen thì khi đó cũng ngày nó sẽ có một cái cây có thể là trần hoặc là 5-4 5-6%
mà nó tiệm cận lại cái vùng 6 chấm thì cơ hội tiếp diễn xu hướng là sẽ sáng anh ạ. Giữ thì vẫn giữ bình thường, nhưng mà tỷ trọng tham gia đến từ thời điểm hiện tại anh em có mua ấy thì vẫn mua được, nhưng mà tỷ trọng anh em đánh ít thôi nhá, vì nó chưa rõ ràng xu hướng, chưa rõ ràng đúng không? Vẫn nói anh em rồi là nếu mà anh em đánh sideways thì anh em đánh ít thôi đúng không, vì nó đã rõ ràng xu hướng đâu, và bao giờ nó có tín hiệu mắc lên thì chúng ta là chúng ta vào thêm đúng không? Lúc nãy có nói về anh em cái mô hình xác suất đấy, tức là nó theo cái đường cong nó nồng ná ná thì kiểu parabol đấy đúng không? Đúng không ạ? Đấy, chúng ta đánh kiểu vậy. Đấy, lúc nãy có nói với anh em rồi. Chúng ta vào. Đúng không? Chúng ta vào đây là chúng ta vào cái vùng này này là chúng ta vào ít thôi này, đúng không? Bắt đầu nó nhồi lên như này thì chúng ta sẽ nhồi thêm đúng không? Đó, lên trên này là chúng ta bán dần ở cái vùng này. Chúng ta không thể bán được chỗ này đâu, chị đang không bán được ở chỗ này đâu. Đấy, chúng ta bán dần dần ở đây thôi, đúng không? Đấy thôi. Nó kiểu kiểu như vậy thôi chị. Bây giờ nó đang tích lũy thì nó làm sao nó biết khi nào nó tăng, đúng không? Không biết được khi nào tăng được chị. Em cũng chịu. Bao giờ nó có tiền vào thì mới có vong hơn tín hiệu thì nó mới biết được, đúng không? Mà cái mô hình nó chỉ có một cái điều là cái mô hình của những cái con kiểu như này thì cái khả năng nó vẫn lên, đúng không? Nhiều con khác nó đã lên rồi thì có thể là con này không lên, đấy là có thể thôi, không thể biết được và chắc chắn, đúng không? Bao giờ nó có cầu vào thì mới biết là cầu nó vào. Bây giờ là chưa thấy nó cầu vào thì là chúng ta mua ít thôi đúng không, và mua ở đây thì chúng ta phải kiên nhẫn vì nó đang sideways mà đúng không, đúng không? Đúng, mãi cái mô hình xác suất là nó sideways từ âm vô cùng đến một cái thời điểm mà có độ lệch nó bắt đầu nó mới lên, thì cái con này nó sideways ở đây nó có biết khi nào nó lên đâu, không biết được, em cũng không biết. Thì bây giờ chúng ta mua ở đây có tỷ trọng nhỏ thôi đấy. Chứ anh em mua mà mua phút ở đây thì lại sốt ruột đúng không ạ, sốt ruột lắm, nhìn nó khác trần 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 sốt ruột lắm. Đấy là chưa kể nó giảm nhá, nó chỉ là đi ngang thôi, nhìn hàng xóm đã thấy sốt ruột rồi, suốt ngày khoe lãi, mấy suốt ngày ở trên gọi là mạng là ông này khoe ông kia khoe, là nhìn con của mình thì cứ đứng im, đã thấy sốt ruột rồi đúng không? Nên là những cái con sideways mà chưa có tiền nổ thì anh em đánh ít thì nó nhỏ, bắt đầu cầu vào thêm chưa ngưỡng HBG nhá, con này đúng không? Chỗ này thì anh em mua vừa phải đúng không, chia ra bắt đầu mua thêm thì nó vượt cái này đấy, kiểu vậy đấy, nó có kiểu như này này, bắt đầu có cầu vào nó sẽ nó rất nhanh, bây giờ chưa thấy thì cứ phải đợi thôi chứ làm sao, đúng không? Mô hình nó cũng không tuần, nó cũng vậy thôi, nó cũng có một cái chen không tuần, nó cũng có một cái chen không tuần, nếu mà kéo dài ra nó kéo tận đến đây này đúng không, đúng không, đến tận đây luôn này đúng không? Cả một chen rất to là từ 2022 cũng 2 năm đấy không ít đâu chị, không tháng thì nó là chủ đạo là tích lũy thôi đấy, không tháng là chủ đạo là tích lũy, cái biên đến tháng thì nhìn nó rất là nhỏ, tức là nếu nó có chạy không tháng thì nó sẽ là rất khủng khiếp đấy, nó cũng không đơn giản đâu. Đấy là câu chuyện không 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 tuần không tháng, nhưng mà như thế không có nghĩa là anh em ô đi ở đây đúng không ạ, ông đi đây nó biết đâu là nó lại chỉnh thì sao, làm sao mà biết được đúng không ạ, chỉ gọi là đánh mạnh khi nó có xác nhận xu hướng à, còn chưa đánh mạnh không phải là cứ nhìn là ông này nói ông kia nói là ui trời nó tích lũy lúc nó lên thì ui trời nó nhanh nó kinh khủng lắm đấy như em vừa nói đúng không, nhưng mà câu chuyện là bao giờ nó lên thì là không 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 trả lời, không trả lời được đúng không ạ, tức là cái thời gian chúng ta chịu đựng từ cái vùng này đến lúc nó lên là em chịu được không đấy, 1 tháng 2 tháng các em có chịu được không, thay vì như vậy thì chúng ta mua thăm dò đấy, như là BVB đây, ví dụ ông nào mà ví dụ như vậy tích lũy đoạn này đúng không, ui trời tích lũy mạnh lắm rồi chưa thanh khoản rất thấp rồi, còn nay mà chạy thì nó lên kinh lắm đây, có cái là ví dụ tháng 12 năm ngoái đây, cái ông từ tháng 12 đến cái bây giờ nó bắt đầu nó chạy tí là tầm 10-15% cái giai đoạn từ đây đến đây các ông có chịu được không, hay là các ông nhìn con banh, các ông nhìn con trứng, rồi các ông nhìn những cái con bất động sản khác nó chạy ông các ông lại bán mẹ đi đúng không, ví dụ vậy. Thì câu chuyện bây giờ là nó hài hòa nhất đó là chúng ta vào trước một phần khi mà nó đang tích lũy và bắt đầu có tín hiệu ok về mặt thanh khoản và phá cái chen thì chúng ta sẽ nhồi thêm đúng không, và đánh vun khi mà nó phá cái chen và nó vào cái chen thông tuần và đánh dài hạn thì cứ thế mà giữ đó.
câu chuyện như vậy thôi. Nên là anh em mua bây giờ thì không sốt ruột, chấp nhận mua bây giờ là không đủ sốt ruột, kệ nó. Được không? Đảo Cà Mau. Nhón thì nếu mà em xác định như vậy thì đã phải test cái đỉnh này, là phải mua đồ này, test xác cái đỉnh này, cái cây rút này này là phải mua rồi, đúng không? Bây giờ nhón thì mua vừa phải thôi, mua vừa phải thôi, không nên mua nhiều nữa. Tức là cái vốn của chúng ta ở dưới này phải là lớn, còn vốn ở càng trên cao chúng ta càng nhỏ đi. Còn nếu đã xác định mua thêm thì hôm trước nó test lại chỗ này đã phải mua rồi, đúng không? Có thể là chiến lược của em là đánh cầm dài dài, đúng không? Thì chỗ này là test lại đỉnh cũ là phải mua rồi, nếu mà đã xác định là muốn mua thêm, đúng không? Còn không là phải phun từ cây này rồi đấy, từ phun từ cây này rồi là cái cây mà xác nhận xu hướng cây này, này là đã phải gia tăng từ cây này đấy, chứ bây giờ là không gia tăng nữa, đúng chưa? Còn nếu mà đã muốn gia tăng thì đã phải gia tăng từ cái cây mà rút chân này này, cái cây mà nó test lại này, hoặc là quanh vùng 36.5 37 gì đó. Bây giờ kịch bản nếu mà nó sideways tiếp đây, đúng không, thêm một thời gian mà nó break tiếp thì có thể nhiều thêm. Đó. Còn nó mà kéo lên luôn thì thôi, bây giờ nó tích lũy nó chưa lâu lắm nên nó kéo lên tiếp thì nó sẽ không không được xa mấy. Nam Kim cũng vậy thôi, Nam Kim nó vẫn đợi một cây nổ, vẫn đợi một cây mà nó nổ lên. Thanh Khoản cũng có dấu hiệu cải thiện một chút nhưng mà như này nó vẫn chưa phải đột biến. Đó. Cần một cây nổ phá hẳn cái cả này thì ok hơn. Đó. Sai quay ở đây còn tầm hơn một tuần như này là cũng đã tạm tạm à, vẫn cần cây nổ lên nhá để gọi là rõ ràng cái xu hướng chung hạn, thì lúc đó chúng ta nhồi thêm nó theo ký à. Nhiều anh chị em mới có thể là đặt ra một cái câu hỏi đó là nếu mà là nếu mà xác định là vừa đỉnh thì tại sao không mua ở đây, đúng không, giá thấp, đúng không, đúng ạ. Nhưng mà câu chuyện là giống như lại câu chuyện ở bên trên là anh em mua ở đây anh em có chịu được nó xanh quay không đấy, vẫn là cái câu hỏi như vậy, đúng không? VC1 năm giò thôi nhá, kiểu y như là Nam Kim luôn, dòng tiền tốt hơn một chút nó quanh đây à, tỷ trọng vừa phải cũng có dấu hiệu có cơ hội phá chen à, Thanh Khoản cải thiện hơn nhá, Thanh Khoản tốt hơn Nam Kim, cùng form như Nam Kim nhưng mà Thanh Khoản tốt hơn đấy, nó là điểm lợi thế hơn Nam Kim là khoản tốt. Tức là dòng tiền mới quay trở lại cũng có dấu hiệu phá chen cùng tuần ta, cùng tuần không tháng đấy, dòng tiền nó ra tốt cùng tuần không tháng nhá. Em cứ gọi là nhặt nhặt con ngay đó, đỏ đỏ mua bắt đầu có cây nổ lên phá đỉnh có thể là sẽ là một cây chân thì chúng ta ngồi thêm. Như ví dụ như là anh em đã xác định mua ấy, thì cái vùng này đã nói với anh em là này, hôm trước có vẽ anh em cái vùng tím tím này là anh em mua này đúng không đấy, thì nó về mấy lần đây, 1, 2, 3, 4, 4, 5 lần đây này thì anh em đã mua được rồi đúng không, có 28 này đã mua rồi đấy, thì bây giờ là anh em có 29 anh em mua, thực ra nó không chênh mấy, chênh tầm 2-3% thì cũng bình thường đúng không. Nếu mà nó vá cái chen vào chen trung hạn thì có thể là cái đoạn sau này nó sẽ rất là nhanh, sau sẽ là cái đoạn tăng tốc rất là nhanh nữa. Đó. Có kiểu như là anh em có một cái phanh ấy, lên trên này nó có cái phanh này, đầu chỗ này nó nhả phanh cái là nó sẽ flip à. Thì chúng ta vẫn vẫn mua ở đấy bình thường, chênh lệch một chút không vấn đề gì à, khoảng tầm 30-50% trước khoảng phá đỉnh chúng ta nhiều thêm. Mời đó đại ca xin anh lại mời mời rượu à, cảm ơn anh Lê Hoàng nhá, trời ơi ngại quá. Cảm ơn Lê Hoàng là mời mời rượu đêm 100k được 1 lít rượu đêm, uống mai là đánh võ say tìm điểm luôn, chỉ để mua luôn đi kíp võ luôn, sao luôn phân kỳ xem qua một chút nào. Nát thì nó lại lên đấy à, là đắt hôm nay thằng nó đang mới mở bát này, hôm nay chưa mở đâu. Dow Jones thì nó phá đỉnh đã đồ rồi. Dow Jones thì yếu hơn, nhìn Dow Jones form yếu hơn nó đã.
Là tôi mất 0,4% à. 170 điểm. Rồi là 10 mất 0,5% thôi. Rồi là 10 cũng muốn nghỉ. Và có thể sáng mai là nếu mà nó đóng số xấu thì ngày mai nó lại không gắt thôi, đúng không? Lại không gắt. Sáng nay là mở gắp lên đúng không? Rồi, kẻ mình BXG chán quá. BXG thì đoạn vừa giờ thì có báo anh em đánh quả hồi nhưng tỷ trọng tham gia vừa phải. Nếu có đánh vừa phải thôi đúng không? Thì hiện tại thì nó lại quay trở lại cho lại nền. Thì bây giờ cái câu chuyện đặt ra là như này. Nó lại giống như cái con cái con KHG lại thôi. À nhá. Đấy, thông tuần nó chưa đến tiền vào. Bây giờ anh em mà mua thì kiên nhẫn nắm giữ thôi. Đấy. Còn anh em muốn đảo thì nên đảo cũng có cái cách anh vẫn hay gọi là gợi ý cho anh em đấy. Đấy. Còn tỷ trọng nhỏ cái này thì cũng kệ nó. Nếu mà tỷ trọng nhỏ đấy, không ảnh hưởng nhiều đến nắp thì cũng ok. Nhưng mà tỷ trọng lớn thì có thể là bán bớt. Ừ. Có thể là vào những cái mã nó có cái form nó ok hơn đấy. Nay anh mua con TIG đã xanh và em tưởng con TIG từ TIG anh vẫn cầm được mà xanh nó lừa nó có giảm 41,4% thôi mà anh cần kè quá đúng không? 4% em nghĩ là nó là rất bình thường. Để nếu mà là quan điểm của em thì rất bình thường, thậm chí là đây thậm chí là em mua nó còn quanh quanh 2% cơ. Đấy, nếu mà em mua ấy chứ nó có 1% này thì KDH VCI nó có 3%. KDH thì vẫn ok thôi, chưa vấn đề gì đâu anh. Những cái con kiểu như này nó sideways up lên như này, nó vẫn cần một cái cây thanh khoản lớn phá lên. À, kiểu như PC1 nhưng mà PC1 có thanh khoản lớn thì phải ok hơn. Còn hàng này giống y nhau luôn, kiểu như vậy luôn. Nói chung là cái form này là yếu hơn cái đoạn những cái cổ phiếu khác nó thanh khoản tốt này, là yếu hơn. Thị trường liên thị trường vượt đỉnh hết rồi rồi đang test lại có gì đâu mà tức là thế giới trong thế giới đó. Có gì đâu mà ngại chỉ là liên thôi bao giờ còn tốt đó. Và mặt trung hạn thì cũng chưa có vấn đề gì, em cũng đồng tình là trung hạn đâu, bao giờ nó confirm thì mới tính chuyện đó. Chỉ là chưa thấy cái sự tích cực từ những cổ phiếu hóa lớn đấy. Bao giờ mấy con này nó ngon thì thị trường là sẽ rất là ngon. Để xin chào mừng chán khởi. Nếu mà 30 hôm trước có lên 30, nếu anh em view 30 thì hôm trước là phải bán rồi. Đấy, còn anh em nắm ở đây thì anh em là phải view trung hạn rồi. Đấy, đợi 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 thêm đợi tiền vào và nhồi thêm. Đấy. Nó phải rõ ràng anh em nhé. Đấy, ví dụ anh em mua ở đây mà thanh khoản nó thấp, tiền nó không vào thì anh em chấp nhận nó đi ngang. Đấy, bao giờ tiền nó vào thì chúng ta ngồi thêm. Còn anh em view lên 30 thì nó đã là 30 rồi. Hôm trước nó lên chỗ này gần 30 rồi này. Đúng không? Cái màu xanh này là cái vùng mà em nói đây là anh em là nó vùng cản này. Đúng không ạ? Nó vượt được vùng này nó mới ngon, thanh khoản tốt. Thanh khoản lớn nó vượt được vùng này thì mới ok. Chạy. Còn về mặt trung hạn thì nó vẫn cần một cái thanh khoản lớn hơn trên trung tuần. Đấy, em đang vẽ đây đúng không? Đấy, như cái đoạn chỗ này vẫn cần thanh khoản tốt hơn nữa. Mấy con này là cái đoạn trước nó cũng chậm hơn thị trường này, cái đoạn trước của DG với đoạn này. Nó cũng mãi nó mới lên đấy. Đấy, đoạn này hiện tại cũng đang chậm hơn.
quan trọng hơn. Anh em đánh thì cứ như cái chiến lược lúc nãy là sideways đi ngang thì chúng ta gọi là kiên nhẫn và bắt đầu tiền nó vào thì ngồi thêm. Bản thân em cũng nói anh em là em đang cầm 27 đang đợi nhồi thôi, đang đợi nhồi thêm thôi, kệ nó thôi chứ làm sao. Bất động sản cứ chờ đi, khả năng vũ được tầm giữa tháng 6 là vào sản đấy, có anh cùng quan lượng chuyên gia đấy, giữa tháng 6 là nhồi thêm nữa là ok. Chưa lên sóng mấy con bất động sản chạy với nhau là đất xanh DG, PDR là cứ tưởng là quả này là ok nhưng mà nó lại xoay quay lại thì lại phải đợi thôi chị. Kệ nó, bây giờ nó có tín hiệu confirm thì chúng ta ngồi thêm. Mà kiên nhẫn thôi chị nhá. Đây là anh em tỷ trọng lớn thì bán bớt đi, hồi lên bán bớt đi, hôm trước có nói rồi ạ. Tập trung vào những cái cổ phiếu nào có dòng tiền bên trên đó, sát cái vùng đỉnh này này đúng không, chứ không nói là mà đúng không, để có một tín hiệu nó mạnh. Còn anh em mà tỷ trọng nhỏ không ảnh hưởng đến nắp thì vẫn cầm, và bây giờ nó dòng tiền nó mạnh nó phá lên thì ngồi thế. Đấy là khung tuần này này đúng không, bây giờ nó có một cái cây thanh khoản đột biến lên đấy, bây giờ nó có 80 triệu đúng không, tổng khoảng gần 200 triệu đấy. Thì khả năng rất cao nó phá đỉnh lên thì lúc đó là nó lại chân. Rồi ok, à đi nhanh lướt nhanh lọc anh em nhá, cũng buồn buồn rồi em lọc ra câu con nào em bảo được thì anh em chú ý nghe rồi nhá, chứ không có thời gian mà đi một phát khoảng tầm 300 mã thì nó sẽ hơi lâu đấy chị. Đây, tăng lên xem càng ngày thôi nhá. Theo cái định hướng chung thì anh em biết cái cách gọi là cái cách của em rồi đúng không ạ? Đây chỉ nói qua để anh em hiểu được rồi, là anh em sẽ chỉ cần nhìn cái hình là anh em hiểu đúng không? Được kiểu vậy đúng không? À cũng ok đúng không? Thanh khoản tốt này, cái đoạn là đỉnh cũ này, được này, cũng lắc này, AGG này cũng có dấu tốt này, đấy, sideways điều chỉnh như này là có thể là tạm thời chúng ta mua thăm dò, ưu tiên là đã điều chỉnh, dạ, xét lại cái nền cũ. AM chủ đạo sideways cũng có những cây tiền vào, chúng ta mua cũng thăm dò, dạ. Đấy, những cổ phiếu mà nó có dòng tiền vào nó đang sideways thì chúng ta có thể mua thì trong nhỏ được nhá. Đấy. Em sẽ nói nhanh nhé, chứ em nói mà một lúc mà con nào cũng nói là hơi 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 lâu ấy. Đây MP cũng đang xoay quanh đối với các e giữ thôi, CI này cũng có thể là thăm dò này, con này sẽ lại cũng còn chảy sau đấy, nó có bất động sản là khả năng chảy sau. CTD hôm trước có báo nghe 170 rồi, CTR cũng chủ đạo sideways, anh em thích thì thăm dò nhé, lại đang gọi là sideways trở lại, phân phối chưa phân phối được đâu, là bà cô đã phân tích rồi, đã Cà Mau rồi, DGC rồi, DGW cũng đang có dấu hiệu tương đối ổn này. Đấy. Quanh quanh vùng này anh em thích thì thăm dò, bản trước thì có nói anh em là quanh quanh vùng 55, 56, 57 cái chỗ này, bảo anh em mua rồi đúng không, anh em nào còn mua vẫn còn giữ thì cứ thế giữ thôi, bao giờ nó có một cây thanh khoản tốt phá đỉnh lên thì chúng ta ngồi thêm. Đã vô Mỹ là nói rồi đúng không, ghế ghét cũng đang ok nó nói rồi nha, EB nói hết rồi, FRT thanh khoản tương đối thấp và nếu mà test lại thì chúng ta có thể là mua thì hồng nhỏ, có thể là rũ cái đoạn sideways còn một tháng ở đây test thì mua đó, test lại đỉnh cũ thì mua, tức là chỉnh MTS không mua được. VEG nó cũng đang có dấu hiệu bằng tiền tốt nhá, hay là trên hạn cũng đang có một cái chen này, chen này à, chen này à, to là cái chen này à, bắt đầu có cơ hội trong tiền tham gia tương đối ổn, chúng ta cũng có thể tham gia được cái các loại đỉnh cũ thanh khoản cũng khoảng tầm vừa, không không phải lớn lắm, thì người ta muốn mua thì không mua thì chẳng nhỏ rồi, MD cũng vậy, HCM
trên bờ thì vẫn xanh quay nữa thì mà thích à, không mua được. HDC thì báo nhau mua mấy hôm trước rồi, bây giờ nó test thì cũng có thể mua được nha. DG phải test thôi. Còn Sen nói rồi. M1 KVC, KVC cũng bắt đầu có tín hiệu dòng tiền tốt, nhưng mà con này nó sẽ hơi nặng, cái vùng cản trên nó tương đối xa, tương đối gần nên là nó vẫn cần thời gian. KVC, KDH, Liên Việt, con nào được thì dừng lại nhé. À, em sẽ dừng lại Nam Kim chẳng hạn, em thăm dò cái khoản tương đối thấp này. Pan này cũng đang có tín hiệu dòng tiền tốt ở cây này hai phiên, à, tiệm cận đỉnh cũ. Trung hạn cũng có một cái form nó khá là giống như cổ phiếu mà gần đây thành quả tốt này, có cơ hội phá một cái vùng cản trong là tầm 2 năm gần nhất, anh em gọi được. PC1 nói rồi, PHR cũng vậy, có sát xuống đỉnh. À, những cái cổ phiếu mà nó sát đỉnh thế này thì nó sẽ có cái động lực nó tốt hơn nhá, nhất là dòng tiền nó vào rồi nhá. Đấy. Phú Tài chủ đạo sideways, nếu có test lại thì ta mua được. À, Phú Tài hôm trước cũng có cho bán một phần, nó đã chạy được một đoạn rồi, mua đi lại. Ri thì chạy mất rồi, Sam này chẳng hạn này đúng không? Đấy, ngày hôm qua kia nó test lại đây là mua được đẹp này, test lại cái đường màu vàng này, cũng là đỉnh cũ này. Bây giờ nó có rung lắc trở lại thì chúng ta mua được nhé, quay giá 7. Con sao này cũng nó cũng là cái form của mấy cái con APH các kiểu đấy chẳng chứ không đấy, đi khoảng tầm 15-20 tháng rồi, bắt đầu có cầu tốt ở cái tháng này, cơ hội là chân sóng này hoàn dài hạn luôn đấy. SBT, SCR, SHB này nhá, SHC rồi nói rồi. Đây là hết đi cam à, nhìn sổ màu cam nhé. Ừ. Đấy, đi cam có mấy con như vậy nhá, em nhớ rồi nhá, em không nhớ được hết đâu. Em thì tìm thì bây giờ cho bắt ít một thôi nhá, chứ là hàng là nhiều lắm rồi, từ lâu rồi chứ nào, bây giờ lợi nhuận nó khá nhiều rồi, chỉ còn đang cho sốt dần, khá là ok rồi. ADS này, đây này, nó đam sang đấy, không lắc két ở đây mà là chiến đấu được đấy. Phải đi nhá, trời cũng chen nhá, chen từ 2023 này, nếu mà kéo dài là sẽ có giá hơn đây luôn này. Chậm cũng là cái lựa chọn nhá, dòng tiền tham gia tương đối tốt này, thanh khoản một phiên mười mấy tỷ là cũng được mà. Small cap mà mười mấy tỷ, vẫn phiên thậm chí ba mấy tỷ là giá ok đấy, với cái bước đầu mà nó ba mấy tỷ là ok đấy, nhưng mà đến lúc có thể lúc nó vào sóng thanh khoản nó sẽ tốt lên, cái đoạn trên này nó sẽ tốt lên khá nhiều, giống như cái đoạn này chẳng hạn, lúc bắt đầu mới có sóng thì nó sẽ tương đối thấp, nhưng mà đến lúc nó có sóng to trên này, thì nó sẽ vào mạnh hơn, lúc đó là anh em mà ngang ngang vào. Ai vào đây một con PH thì ok rồi đúng không, APH thì đấy, APH đoạn trước này nó cũng có thanh khoản đâu. Đấy, đúng không? Nó chỉ có 3 4 tỷ, 5 6 tỷ, 7 8 tỷ thôi. Nhưng mà đến lúc mà tiền nó vào bắt đầu là đó, 50 mấy tỷ, 60 mấy tỷ luôn. Thậm chí hôm nay nó là cả 100 tỷ luôn, đúng không? Đấy. Là anh em nó nhau vào ngay. Càng lên nó sẽ lên càng cao hơn trên, nó sẽ càng càng thanh khoản cao. Tiền nó đổ vào nó mới lên được. AST con này cũng ok này, con này penny phải có tỷ phiên thôi, anh em đánh cà phê nhá, như này là cũng ok, form ok đấy, nó về form thôi chị nhá. BCE, BFC, BFC chạy rồi, mic cái mic này thực ra ok này, cũng bảo hiểm này, nếu mà nó về form là ok đấy, form ok luôn, form giống với con VA đấy nhỉ. Đó, rất giống luôn chị. Bây giờ hơi chậm rồi. Tiếp thì có MIG rồi. MIG mua đoạn này nhỉ? Không mua được cái chân thì mua cái này.
Ok, được thì một cây trần 7% với lại cái này tầm khoảng 10%. Đã biết BMI cũng bảo hiểm này, hay bảo hiểm. Nói chung là bảo hiểm ok nhá. Anh em lựa là một con thôi, nếu mà anh em thích bảo hiểm thì đúng lắc mà anh em nhặt lên một mã. Mã nào cũng được. Nào. Tầm 4 hóa tầm vừa thôi thì nó chạy nhanh hơn nhá, chứ BMH thì nó sẽ chậm. Vừa và nhỏ. Bảo hiểm nó có vài mã này. CCL cũng chậm mà. Đấy, ví dụ CCL này là đoạn trước thì thanh khoản nó thấp này. Có 20 tỷ khi mà cầu nó vào nó lên cả 25 30 tỷ luôn đúng không? Đoạn trước nó có 1 tỷ 2 tỷ đúng không? Này gấp 10 lần luôn. Đấy, cùng tuần nó cũng ok đấy. Không? Nhất là cái đoạn này, bắt đầu đoạn này là sẽ ok nhất. Nếu chúng ta nói về cái trend này nó cũng tương tự nha thầy này. Đúng không? Có cái trend này nó giống nhau lắm anh chị nhá. Đây này, anh em nhìn thấy rõ không? Đây, cái đỏ đỏ này. Đúng không? Bắt đầu cầu vào là nó phá cái trend lên này, chỗ này test lại này. Anh em mua ở đây về trong dài hạn thì nó thoải mái luôn. Cái gì nó có quy luật đấy chị nhá, nó có quy luật đấy anh chị mà tìm nó quy luật được là ok đấy. Con này cũng ok này, CMX đấy, CMX 9 chấm chúng ta bắt được nè. Trung dài hạn nó cũng bắt đầu có một cái chen đấy, bắt đầu có cơ phá một cái chen trung hạn đây đúng không? Đấy, cùng tháng cũng đang chủ động đi ngang. Đấy, cùng tháng tiếp theo là rất quan trọng với con này. Hôm tuần thì chưa thấy nổ mạnh lắm, nhưng mà vùng này nó cũng đang là cái vùng mà có cơ hội rồi. Đấy, bắt đầu cũng có cái cây cầu vào tốt tốt này, đang sideways ở sát cái biên trong ngắn trung hạn. Ok với thủy sản xây mấy. Anh em tự tìm cái mã cho mình rồi sau đó là cần hỗ trợ là để mua chỗ này cái lỗ đâu thì inbox riêng em nhé. Trong thời lượng livestream này mà 200 mã 300 mã như này thì khó để nói cụ thể cái một lắm, chỉ nói được cái định hướng chung chung với anh em thôi, và anh em thấy con nào phù hợp, thấy con nào dòng nào nào anh em thích thì anh em inbox lại. Đặt. Cái mô hình nó giống nhau mà, giống nhau lắm anh chị, người ta cứ nhìn cũng tuần nó giống nhau lắm. Đấy, CTI này chẳng hạn nó cũng tương tự như vậy, quá trình bây giờ thì nó chạy mất rồi. À, quá trình nó sideways nó vượt qua này đúng không, thanh khoản tốt lên là chúng ta vào những cái chỗ này này cực kỳ an toàn luôn đấy chị ạ. Mà nó nhanh nữa, còn cái việc mua ở cái chỗ nó sideways đi ngang thì nó sẽ lâu. Đấy, đánh đổi thôi. Đang lên vùng này. Đây là DCL dược phẩm Cửu Long, mấy con dược phẩm đoạn này cũng ok chị này. CCL đó, đấy sóng nó ok này, bắt đầu cầu nó vào từ đầu tháng 4 này, có thanh khoản mấy tỷ, còn giai đoạn trước nó chỉ có tỷ 2 tỷ thôi, chỉ có mấy trăm triệu thôi, đúng không? Đấy. Ok đấy. Nói con dược. Con DVM cũng ok đấy. Mọi người nhớ đang DVM này, đúng không? Cũng form tương tự này. Bắt đầu có cơ hội phá cản chéo trung hạn này. À, và khung này bắt đầu thanh khoản tốt này. Mới bật nền thôi, kéo lại. Đấy, nghe thấy. Thì đánh DVM này cũng được này. Đạt Phương thì chạy nào. DQR. DQC DRC DXV mấy con là hot luôn rồi chị, nó không có thanh khoản thì thôi chị nhá. EVG này, EVG REM vào ra được
nó dần cầu có tốt mấy phiên ở đây rồi, cũng gần xác định rồi đúng không, vào những phiên trước thì nó sẽ hợp lý hơn nên vào cái này thì hợp lý hơn nhưng mà không sao cả đúng không, nó trên cũng không mấy vài ba phần trăm là anh em mua lại nó quanh chỗ này, hoặc trung hạn nó cũng ổn đấy, cùng tháng nó cũng chưa tăng mấy đâu, cùng tháng chưa tăng đâu, có mỗi một cây này thôi, còn cây sau này là chủ đạo nó đi ngang. Đấy, nó sẽ có một cái cản nó tầm 7 chấm, có một cái cản 7 chấm chưa được 7 nó thì ngon đấy, phần 7 này tạm thời nó view lên 7 đã rồi tính anh em ạ. EVG FCM FCN Fit Fit này cũng tạm tạm này à, cổ phiếu của nhóm tài chính chứng khoán này đấy. Thăm dò à, bắt đầu có những cây không ngày nó có cải thiện thanh khoản tầm một tuần gần đây này đúng không ạ, đấy, các bạn để chúng ta thăm dò cái đây dạ, nó test lại cái nền dưới cũ của nó này trước cái cây và breakout T cộng đấy, chúng ta thăm dò đây vượt đỉnh cái vùng 5 chấm chúng ta ngồi thêm đấy, cơ hội nó có một cái nhịp sóng tăng ở trong trung hạn nó sẽ là cái trend này nha, đấy nó phá được cái trend này nó phá lên với thanh khoản tốt nữa đấy, target nó sẽ là đúng cái đỉnh này luôn là 6.5 cộng trừ bây giờ đang là 4.7 không cũng được đấy, 6 4.7 xuống 5 và gần hai giá là cũng ok đấy chị, được đấy chị. Toàn đây là toàn penny anh em nhé, toàn mid cap penny thôi, mấy con to to kia thì chúng ta thuộc hết chặt rồi đúng không, FCM nó cũng chạy rồi nó chạy đoạn này hay đoạn này nó view thăm dò gần lắm rồi, FP này FP cũng là cổ phiếu mà team mấy anh em đang nắm ấy cũng phá trend rồi, test lại thì ta mua thôi, mấy con này thì tỷ trọng anh em là tham gia nó ít thôi nhá, hát đấy nó nói rồi CD HII này hả à. VH ICT KHG đã rồi không nào thanh khoản thấp quá thì thôi bỏ anh em nhé, LSS này kinh ngon đấy, team vẫn đang nắm rồi bây giờ lợi nhuận 20% rồi đúng không, đúng chiến lược thôi đúng không, MIG này đấy, MIG cũng nằm trong số có cáp anh chị đấy, MIG này mua từ đây được hai cái trần rồi, khoảng khoảng hai cái trần mua từ đây này bao nhiêu phần trăm này đấy, 12% gần hai cái trần, NHA cũng trong số có cáp này NHA thì nó quá kinh rồi bây giờ thì không mua nữa nhá, khả năng là nó sẽ rung lắc nó chỉnh đấy trong 1-2 phiên nữa đấy, em thích thì đợi nó chuyển mua mang từ liêm trong một câu đỡ em không nói luôn hôm nay rồi nhá. Bắt đầu có dấu hiệu còn bỏ lại cùng tuần cũng đang có dấu hiệu chính tích cực là trung hạn và trước một phần thôi, test thì cũng nói với anh em rồi đúng không đấy, KGC FGR thanh khoản thấp quá
thành công mang này đúng không? Đấy, cũng ok đấy, bắt đầu tiền nó vào và nó dẫn người luôn. Con này hơi bao công tí, xem đánh là già tí. Bây giờ mua thì không mua được nữa nhá. TDC này, cũng ok này. Bắt đầu có dấu hiệu cầu này. Đấy, ít thôi, hôm nay cũng một số anh em báo em mà bắt cái con này TDC này. Mà đánh cà phê thôi. KMH này. Mua thăm dò được. TNT TSC chạy y nhau luôn. TTF TV2 này không? Quá khỏe luôn. Có thì giữ thôi, bây giờ mua thì hơi chậm. VDS này. VIP Trần hoặc Gáp Trần thôi. Bốt anh em mà có thì cứ giữ thôi thì các cứ giữ thôi, nó tăng một mạch 40-50%, 60% thì nó phải nghỉ chứ, có hàng thì cứ giữ nhá, kệ nó. Video lại trần tiếp này, có hết rồi à, chị ạ. Lại có một số cái cổ phiếu như vậy nhá chị nhá. Thôi, ok, cảm ơn anh chị em nhá. Đấy, anh chị em ngắm được cái mã nào mà em hơn 200 mã, 300 mã vừa rồi anh em bóc lại để em xem lại xem điểm mua chỗ lời cái lỗ ở đâu. Dạ, chiến lược như nào cho phù hợp ngắn hạn trung hạn thì anh em bóc lại anh chị nhá. Đấy, lọc cứ anh em 200 mã, 300 mã luôn đấy. Đi nhanh nhanh một chút nhá. Rồi. Ok, cảm ơn anh em rất nhiều nhá. Cảm ơn 28 anh chị đã like và 32 anh chị cũng đang xem. Còn lại anh em cũng buổi đăng ký tiếp theo nhé. Anh em có câu hỏi khác thì vui lòng cứ bác lại với em. Nào. Cảm ơn Lê Hoàng hôm nay mời lại 100k tiền cà phê. Anh Lê Hoàng nhá. Cảm ơn anh em rất nhiều. Hẹn lại anh em vào buổi sáng ngày mai sẽ live stream với Quyền. Sáng ngày mai. Ok, bye bye, bye bye. Chúc anh em ngủ ngon.